so với Myanmar đội Việt Nam hơn hẳn về kinh nghiệm thi đấu. Vào! Pha đá phạt của Thành Lương và bàn thắng đã đến với đội Việt Nam. Việt Nam đã không thật sự tạo ra một thế trận tốt. Pha dứt điểm bằng đầu quá đẹp. Tấn Tài đón bóng ở cột gần và dứt điểm đầy cảm giác. Như chúng tôi đã phân tích ở đầu trận đấu, Lê Tấn Tài ngày càng toàn diện. Và vừa rồi là một